Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương trong tỉnh đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh tăng cao hơn, nắng nóng gia tăng về cường độ, nên thời tiết ngày 30 tháng 5, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng thấp và khu vực phía Tây nắng nóng, có nơi đạt mức gay gắt. Đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, vùng cao trời se lạnh vào sáng sớm. Dự báo đêm nay và ngày mai thì các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng. Nên thời tiết các khu vực trong tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng thấp nắng nóng, đêm không mưa, vùng thấp có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, vùng cao đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 36 đến 38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, vùng núi là từ 22 đến 24 độ C. Còn sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%.